Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày hôm nay 11 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm dần, sau đó tăng lại vào cuối tuần. Độ mặn phổ biến tại các trạm nhỏ hơn so với độ mặn cao nhất tháng 4 năm 2022. Và cụ thể là trong khoảng thời gian này thì chiều sâu ranh mặn 4 phần ngàn có khả năng xâm nhập trên các sông Dàm Cỏ Đông, Dàm Cỏ Tây là 35-40 km, sông Cửa Tiểu, Cửa Đại là từ 30-35 km, sông Hàm Luông, Cổ Chiên là 35-40 km, sông Hậu là 35-40 km, sông Cái Lớn là 40-45 km. Ngoài ra, tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, triều cường và còn biến động trong thời gian tới. Trước tình hình trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp phục vụ nông nghiệp và dân sinh, đồng thời hạn chế tưới nước nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất. Đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, trước khi tưới nước, người dân cần phải kiểm tra nồng độ mặn.